Dạ bóng đá Thủ Đức League mùa giải đầu tiên tổ chức vẫn diễn ra đều đặn vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Và ngay tức khắc đã có pha làm bàn dành cho cao thủ Thủ Đức. Một pha bóng tận dụng tốt ở phía bên trái và người mở tỷ số là cầu thủ màu số 1, số 11 Bitoto. Như vậy là người đã ghi bàn mở tỷ số là cầu thủ màu số 14 của cao thủ Thủ Đức là Quốc Nguyễn. Thành tích mà cao thủ Thủ Đức có được vào lúc này là 3 trận thắng, 1 trận thua. Họ chỉ thua duy nhất một đội bóng, đó là Thiên Thanh. Và đặc biệt là trận thua đó với tỷ số rất đậm là thua 3-7. Ở vòng đấu thứ hai rất nguy hiểm. Lần này là điều Kante. Tỷ số là 2-0 cho cao thủ Thủ Đức. Lại là Hà Phòng Ngự. Và lại là ở cánh trái của cánh phải cho Hà Phòng Ngự của Lê Thành. Quét khá sâu. Người bất chính của trận đấu game này đó là Vương Ai Cơn. Khá nguy hiểm. Pha một chạm khá hay dành cho hậu cần và tỷ số được rút ngắn còn 1-2. Đó là người mà tôi vừa nhắc đến đã có phong độ rất ổn định trong mùa giải năm nay của bóng áo Liên Thành FC. Đồng đội đã thực hiện một pha chuyền như sút vào tuyến trung lộ. Việc còn lại là sự tinh tế của hậu cần và giúp cho trận đấu được rút ngắn. Hậu cần rất mềm mại. Bật bài khá hay và đây là cơ hội phản công nữa cho cao thủ áo đỏ. Người đã lên bóng là Lê Trung. Trả lại tuyến 2 cho Điều Kante. Chuyền rất tốt. Quốc Nguyễn đã hoàn thành cú đúp của mình và nâng tỷ số lên 3-1 cho cao thủ Thủ Đức. Rất mạch lạc. Pha đưa bóng như đặt. Nếu như hậu cần ghi bàn thắng, rút ngắn khoảng cách đẹp như thế nào thì vừa rồi cũng là một lượt đáp trả. Quốc Nguyễn đã có pha một chạm. Tỷ số được nâng cao là 3-1 cho Thủ Đức. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng đá Phúc Lộc để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp 2 của trận này của Thủ Đức FC và Lê Thành ở vòng đấu thứ 5 của giải bóng đá Thủ Đức League mùa giải 2020. Như vậy là hiệp 2 đã quay trở lại. Người rời sân đó là số 22 Hùng PP và vào sân là Mitoto. Khá trống trải nhưng lại dứt điểm bóng đi ra ngoài. Đó cũng là một tân binh mới được sử dụng. Chúng ta theo dõi lại cơ hội ngon ăn vừa bị bỏ lỡ này của Thủ Đức. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của người đền bên phía Thủ Đức nhưng may là nó xoáy ra ngoài. Pha dứt điểm bồi rất mạnh của đội trưởng số 2 Huy 49. Khóa Leo. Rồi vì đó là trung vệ số 3 bên phía Thủ Đức FC. Cả Leo dâng cao. Anh đã xử lý để khiến cho bóng bật ra và người ghi bàn là số 66 của Thủ Đức. Bàn thắng tiếp tục được dâng cao, nó là 4-1. Và dường như nó củng cố thêm chiến thắng trong trận đấu này để có 3 điểm cho Thủ Đức. Thời gian còn lại là rất ít và cần phải nỗ lực hơn nữa cho Liên Thành nếu như họ muốn củng cố thêm vị trí ở trên top 3.
Kiên Bơm. Quý Lai chạm bóng tốt. Và lần này là đội trưởng Huy 49. Cả hai pha làm bàn của Liên Thành FC ngày hôm nay nó đều đến với một kịch bản là những pha chuyền bóng và người làm tường chỉ cần chạm nhẹ thôi để đưa bóng vào lưới của đối phương. Lần trước là hậu cần, bây giờ sắm vai trò đó là Điều Can Thể. Như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu ở vòng đấu thứ 5 của cao thủ Liên Thành và Thủ Đức FC. Tỷ số bôi chung cuộc là thắng 4-2 cho Thủ Đức và họ có được 3 điểm sau trận đấu này. Trong khi đó thì Liên Thành sau 5 vòng đấu mới chỉ có được 2 điểm. Và hy vọng là vòng đấu sau họ sẽ ca đội bóng sẽ có những thế trận tốt. Đặc biệt là Liên Thành họ cần đến 3 điểm đầu tiên để cải thiện trên bàn tỷ số ở hệ số trên bàn xếp hạng của mình. Quý vị khán giả thân mến, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi trong buổi sáng ngày hôm nay. Đừng quên quay trở lại trên Live Bóng Đá các trận đấu tiếp theo trên Live Bóng Đá trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Đến đây thì anh Yên phải nói lời cảm ơn và chào tạm biệt.